Vũ Hà kính chào quý khán thính giả chương trình điểm báo của TV Tuần San, phát hình online từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Thưa quý vị, vào hôm qua, chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online đã nói sơ về quyết tâm của người Việt Nam yêu nước nhân dịp năm mới 2019. Đó là quyết tâm thoát Trung, thoát Cộng và thoát Hồ. Thoát Hồ không chỉ vì thành tích cá nhân mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chi Bảo đã vô tình hay cố ý vẽ ra trong mấy chục cuốn video vừa đề cao vừa hạ bệ ông ta, mà thoát Hồ vì ông ta đã đưa dân tộc Việt Nam vào ngõ cụt với chủ nghĩa quái thai mà toàn thể các nước Âu Châu đã vất vào sọt rác, kể cả Đức, quê hương của các Marx, và Nga, quê hương của Lenin. Trong mục điểm báo tuần này, chúng tôi muốn đi sâu vào vấn đề được coi là sự quan tâm, trăn trở của mọi người Việt yêu nước Việt bằng cách giới thiệu bài viết mới nhất của ông Hà Sĩ Phu. Hà Sĩ Phu là bút hiệu của tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ. Ông bắt đầu nổi tiếng với các tác phẩm Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ năm 1988, Đôi điều suy nghĩ của một công dân năm 1993 và Chia tay ế thức hệ 1995. Bài viết có tựa đề Thoát Trung trong một cuộc chiến toàn diện và tổng hợp, trích từ Dân làm báo, được rút gọn lại còn khoảng một nửa. Hà Sĩ Phu viết: "Tôi thật vui mừng được thấy giáo sư Lê Xuân Khoa đã hoàn toàn đồng cảm khi khơi dậy một cách ngắn gọn và khúc chiết cái chủ đề quan trọng bậc nhất mà tôi đã đề cập ròng rã hơn 10 năm nay. Muốn thoát Trung buộc phải thoát Cộng, nhưng hai việc ấy phải làm đồng thời. Thứ nhất, thoát Cộng là thoát giặc nội xâm. Dân bị mất quyền làm chủ đất nước vào tay người cầm quyền trong nước thì đó là nạn nội xâm. Có người bảo, dân ta vẫn có đầy đủ mọi thứ quyền công dân đấy chứ, toàn là quyền trên giấy thôi. Nói gì nhiều, chỉ nghe Tổng Bí thư Đảng nói Quốc hội là nơi cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và lời Chủ tịch của Quốc hội, nơi tập trung quyền lực cao nhất của nhân dân. Nói về việc thành lập 3 đặc khu, 3 nhượng địa của Tàu, rằng Bộ Chính trị đã quyết thì Quốc hội phải bàn cách thực hiện, không bàn cãi gì nữa, là đủ rõ quyền làm chủ của dân vĩ đại đến đâu rồi. Nhân dân chưa bao giờ được bốc lên cao như trong chế độ Cộng sản, nào là người sáng tạo ra lịch sử, nào là chủ nhân thật sự của đất nước, cán bộ chỉ là đầy tớ của nhân dân. Nhưng nhân dân chỉ làm nên lịch sử để Đảng Cộng sản cướp được chính quyền, chứ xong việc rồi, bây giờ thằng dân muốn làm nên lịch sử thì hãy phải đi học tập cải tạo để thành công dân tốt của Đảng đã nhé. Đảng lại chủ trương đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, mà nhà nước toàn người của Đảng Cộng sản lãnh đạo. Vậy là cả giải đất chữ S của tổ tiên nước nhà để lại, nay do Đảng Cộng sản độc quyền giữ sổ đỏ, dân chỉ được cho quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Ông chủ mà không được sở hữu một mảnh đất cắm dùi thì xách dép cho thằng đầy tớ, rồi để họ hàng nhà dép lên tiếng như trường hợp cô Thủy Dương ở Thủ Thiêm. Đầy tớ cầm sổ đỏ trong tay thì nó sang nhượng cho ai là rất đúng luật, đúng quy trình, còn cãi gì nữa. Thế thì nhân dân đã mất nước từ trong nước trước khi bị ngoại bang xâm lược vậy. Thứ hai, về quan hệ giữa thoát Trung và thoát Cộng. Như vậy, nhiệm vụ thoát Trung và thoát Cộng cũng có nghĩa là thoát nạn nội xâm và nạn ngoại xâm, cũng tức là chống nạn Cộng sản và nạn Bắc thuộc Hán hóa. Vì Việt Nam sa vào chủ nghĩa Cộng sản nên mới đưa đất nước chui vào vòng tay Trung Cộng. Ngược lại, nếu Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Cộng sản thì Trung Cộng chẳng còn cớ ràng buộc gì, lợi thế gì để trói buộc Việt Nam. Quan hệ giữa hai quốc nạn này, giữa hai nhiệm vụ này là quan hệ nguyên nhân và kết quả. Điều quái ác là người giữ chế độ chính trị Cộng sản ở Việt Nam không phải chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chủ yếu là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không muốn từ bỏ chế độ Cộng sản đã đành, nhưng cho dù có muốn vì nước vì dân mà thoát ly chế độ thì Trung Cộng cũng không cho phép. Tôi đã có lần trả lời phỏng vấn rằng với những gì hai nước đã thiết kế, Trung Cộng có thể dùng tiền mua chuộc bất cứ một kẻ cầm quyền Việt Nam nào muốn thoát Trung, và nếu không mua được thì nó giết quách một cách thật dễ dàng.
thân chư hầu khốn nạn như thế. Tóm lại, tuy thoát trung là mục tiêu cấp bách và trọng yếu số 1, nhưng không thể thoát trung mà chưa thoát cộng. Lại cũng không thể thoát cộng trước rồi mới thoát trung. Hai việc ấy phải làm song song. Vấn đề là phối hợp hai việc ấy với nhịp điệu như thế nào. Nhưng trời sinh ra tai họa nào cũng đồng thời cho luôn thuốc chữa nằm ở đâu đó. Trước đây, khi Trung Cộng chưa lộ rõ mặt xâm lược thì việc đấu tranh thoát cộng trong nội bộ quốc gia là cực kỳ khó. Lúc ấy, lên án một vấn đề dân chủ, nhân quyền là rất khó và ít hiệu quả vì Đảng Cộng sản thừa sức che đậy và trấn áp. Nhưng khi Trung Cộng lộ diện xâm lược thì chính giặc ngoại xâm chứ không ai khác đã giúp dân ta vạch rõ mặt thật của giặc nội xâm mà Đảng Cộng sản khó cãi được. Hai việc lớn thoát trung và thoát cộng phải làm đồng thời là điều rất khó. Nhưng mặt khác hai việc ấy lại tương hỗ nhau, đã tạo điều kiện cho nhau, làm dễ cho nhau, gắn chặt hai việc ấy với nhau sẽ thành sức mạnh. Thứ ba, thoát cộng, thoát trung đều là việc khó, phải toàn diện và tổng hợp. Cộng sản là loại virus cực kỳ khó diệt, nọc độc. Cộng sản giống virus HIV ở chỗ chỉ cần chạm vào da thịt một chút đầu kim tiêm còn dính HIV là sẽ mắc đúng bệnh HIV ấy. Chỉ cần chấp nhận một chút gì đó do Cộng sản truyền vào là trước sau cũng tái sinh đúng nọc độc đó một cách hầu như nguyên mẫu. Muốn thoát cộng chỉ có cách thoát ly nó hoàn toàn. Đừng luyến tiếc chút ưu điểm mà dính vào là chết. Vì thế, muốn thoát cộng lại phải thoát Hồ và thoát Mác nữa. Về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh của Việt Nam, một khi cả quỹ đạo Cộng sản là quỹ đạo chống nhân loại thì những ai đưa cái chống nhân loại ấy vào Việt Nam đương nhiên mắc tội chống nhân dân Việt Nam, logic tự nhiên là như vậy. Hai đại nạn mà ta cần thoát là thoát cộng nội xâm và thoát trung ngoại xâm. Chẳng phải do chính tác giả Hồ Chí Minh đem vào thì còn ai? Hãy bỏ qua mọi câu chuyện về con người, cá nhân Hồ Chí Minh, vì với nhân vật chính trị thì con người chức năng mới quan trọng. Chức năng là dẫn đường dân tộc mà dẫn đường vào ngõ cụt. Nay cả nước phải cố thoát ra, thì dù với thái độ khoan dung ta cũng chỉ có thể thông cảm cho anh ba chưa đủ tầm để nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn thế kỷ ấy, chứ yêu cầu phải tôn thờ cho sống mãi một sai lầm tai hại thì chẳng hóa điên khùng lắm sao. Không ít người lo rằng đụng đến thần tượng là mắc tội chính trị rất lớn, là nói xấu lãnh tụ. Xin thưa, Đảng Cộng sản coi việc bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất. Nay ta đã dám công khai nói thoát cộng, tức công khai tẩy chay chế độ chính trị, thì những điều khác chỉ là chuyện nhỏ. Họ vẫn ra vẻ cung kính, bắt toàn dân đưa thần tượng lên bàn thờ, cả trong chùa chiền nữa. Chẳng qua vì thấy đa số dân vẫn còn tin hoặc còn sợ, nên dùng luôn hình tượng ấy như một Đức Bồ Tát hoặc như ngáo ộp để răn đe bách tính. Chứ trong lòng những người Cộng sản cầm quyền bây giờ, phỏng có tôn sùng nhân vật ấy nữa không? Trên tường vẫn treo 5 điều Bác dạy, mà cứ tham ô tiền tỷ chứ đâu có cần kiệm liêm chính. Đánh dân như đánh súc vật chứ đâu có kính trọng lễ phép như lời Bác răn. Họ dùng Bác Hồ như dùng một công cụ để giữ ghế cao cho họ, như người dân vẫn bện ông bù nhìn rơm để giữ ruộng dưa. Hết ngày mùa họ thấy chim chóc không sợ bù nhìn nữa thì họ cũng vất ông bù nhìn vào bếp đun. Kết luận: mục tiêu chiến lược bức thiết là thoát trung, nhưng muốn thoát trung buộc phải thoát cộng. Hai việc chống nội xâm và chống ngoại xâm ấy phải làm song song và tăng cường hiệu lực cho nhau. Đồng thời phải giải ảo các thần tượng Cộng sản, còn được dùng như những tấm khiên bảo vệ ngai vàng cho các vua tập thể và che đậy cho âm mưu hán hóa tôn tính Việt Nam. Vô hiệu hóa thần tượng không phải mục đích, cũng không phải xúc phạm điều thiêng liêng gì, mà chỉ là vô hiệu hóa một công cụ mà những kẻ nội xâm và ngoại xâm cùng sử dụng để ngăn chặn làn sóng thoát trung và thoát cộng đó thôi.
Tiếp theo là một đề tài khác trong mục điểm báo tuần này. Vì sao Đảng không chịu công bố kết quả phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị? Theo nhà báo Thường Sơn, một giả thiết được đưa ra liệu đã bắt đầu hiện ra một lực lượng chống trọng ngay trong nội bộ cao cấp của Đảng cầm quyền và Bộ Chính trị Đảng, ai còn ai mất. Hội nghị Trung ương 9 diễn ra vào tháng 12 năm 2018 đã lịm trôi cho đến nay với dấu ấn duy nhất là cách chức Tất Thành Cang, kẻ ăn đất bẩn thỉu bị người dân coi là chuột cống, nhưng lại chẳng có bất kỳ một dấu hiệu nào sẽ công bố kết quả phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong bầu không khí cuối năm 2018, với nền kinh tế bại hoại rũ rượi, sức mua giảm hẳn và rất nhiều người lao động còn đang phải lo lắng cho một cái Tết có nguy cơ nguội ngắt vì nghèo túng, phần đông dân chúng chẳng hề quan tâm đến giới tinh hoa trong cái chốn chính trị phủ du và nhộn nhịp đấu đá chẳng giúp dân được gì, nếu không muốn nói là ngược lại. Chỉ có một số cựu thần trong Đảng đã lên tiếng yêu cầu cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trước khi Hội nghị Trung ương 9 diễn ra, khẩu khí của Nguyễn Phú Trọng cho thấy dường như ông ta tự tin và nghiêng về khả năng sẽ cho công khai kết quả này. Hơn nữa, từ đầu năm 2018 đến nay, công khai có vẻ là một phương châm cũng như một thủ thuật chính trị được ông Trọng ưa chuộng sử dụng nhiều hơn. Đã có nhiều dự đoán của giới thạo tin chính trị cho rằng kết quả trên sẽ không gây ngạc nhiên khi Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sẽ về đầu, trong khi những con ngựa về đích tiếp theo sẽ không ngoài những nhân vật như Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc v.v. Sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trôi qua, phản ứng của một ít nguồn tin trên mạng xã hội dường như đã xác nhận thứ tự về đích này. Tuy nhiên, lại chẳng có bất kỳ thông tin nào về kết quả cụ thể bao nhiêu phiếu tín nhiệm dành cho từng chóp bu. Hiện tượng trống vắng thông tin này khác hẳn với một bật mí từ trong nội bộ về việc có đến 36% ủy viên Trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức Tất Thành Cang tại Hội nghị Trung ương 9. Trong khi vẫn mất biệt những con số cụ thể về kết quả phiếu tín nhiệm, hiện tượng 36% trên đã khiến một số dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng Nguyễn Phú Trọng, cho dù có cán đích đầu tiên chăng nữa, nhưng có thể đã phải nhận một tỷ lệ phiếu thuận không mấy vẻ vang gì, thậm chí kết quả phiếu tín nhiệm của ông ta còn có thể giảm sút trầm trọng so với kết quả 99.79% mà ông ta nhận được tại Quốc hội vào tháng 10 năm 2018, khi sắp đặt để ngồi ngay vào cái ghế của kẻ vừa không may bị qua đời là Trần Đại Quang. Mà nếu không đạt được số phiếu tín nhiệm đủ cao để đủ thuyết phục quần thần, Nguyễn Phú Trọng đã không thể rửa mặt trọn vẹn cho xì căng đan Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015, với kết quả Dũng xếp đầu bảng trong khi Trọng chỉ lót chót thứ 8. Nhưng nếu quả thực đã không xảy ra cái 100% nhất trí cho Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bảng thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9, đó chính là một thất bại mất ngủ của ông Trọng. Và khi đó hẳn ông ta phải đau đầu nghĩ ngợi về liệu có một mối liên hệ bền chắc giữa sự biến mất của một số đông phiếu tín nhiệm mà lẽ ra phải dành cho ông ta với cái tỷ lệ 36% của Ban Chấp hành Trung ương, tức vào khoảng hơn 70 mạng, không đồng ý cách chức tên tham nhũng và ăn tạp Tất Thành Cang. Và một giả thuyết kinh khủng hơn nhiều nhưng không phải là không thể, liệu đã bắt đầu hiện ra một lực lượng chống trọng ngay trong nội bộ cao cấp của Đảng cầm quyền. Bài viết của Thường Sơn từ Việt Nam Thời báo đã kết thúc mục điểm báo tuần này. Vũ Hà xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.